Xin chào các bác, em là Đoàn Áp Zoom. Em đang có trên tay chiếc Xiaomi Redmi K20 Mi 9T. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một cái tweet của cái Magic là để hướng dẫn, để hỗ trợ mà chúng ta có thể là up ảnh miễn phí lên Google Photo nhá. Thì như các bác đã biết là Google Photo ban đầu khi nó sinh ra thì là nó miễn phí, nhưng bây giờ thì nó sẽ thu phí nhá. Có nghĩa là nó up, nó sẽ tính vào cái phần 15GB. Bên em rất hay chạy cái sang các cái dòng Xiaomi, sang dòng Pixel thì mặc định nó sẽ được up ảnh free lên Google nhá. Nhưng mà không phải là bác nào cũng thích dòng Pixel. Thì hôm nay em sẽ làm cái tính năng này trực tiếp trên cái nền Android gốc nhá. Đấy. Thì để làm được cái này thì bắt buộc là máy chúng ta phải root được nhá, phải cài được cái Magic này vào nhá. Bây giờ em sẽ đi tiến hành em cài thêm cái tính năng này cho cái Google Photo. Ok, thì quá trình cài đặt đang diễn ra nhá. Cái công cụ mà để cài cái này thì là nó gọi là cái đây, công tên của nó là Pixel iFi. Dịch ra nghĩa là, dịch nôm na tiếng Việt là pixel hóa, cái biến một cái thiết bị bình thường có cái tính năng áp ảnh của pixel. Đấy, thì quá trình áp đang diễn ra nhé. Nói chung cái áp cái này nó cũng là nguy hiểm đấy, nên là nếu mà các bác mà chịu chơi ấy, thì là phải chấp nhận rủi ro là có thể treo logo hoặc có thể là brick máy, thì các bác cũng phải xử lý được. Đấy, hoặc các bác nào mà không tự làm được ấy thì hãy liên hệ dịch vụ bên em nhé. Bên em mà chuyên áp dòng pixel cho các dòng Xiaomi hoặc là các dòng khác mà có được hỗ trợ dòng pixel nhé, hoặc là mốt trực tiếp cho cái dòng của các bác. Các bác cứ PM máy các bác có làm được hay không thôi là em sẽ báo là có làm, em sẽ trả lời lại. Còn cái đường link dẫn đến cái module này em sẽ để ở phần dưới phần mô tả của video nhé, để các bác nào mà biết rút máy các thứ thì có thể tự vọc vạch được nhá. Đây, quá trình cài đặt đang diễn ra. Nghe khá là lâu đấy. Rồi, em sẽ tạm dừng video đây nhé. Tí nữa cài đặt xong sẽ cho các bác xem thành quả nhé. Thì quá trình cài đặt đã xong nhé. Trong quá trình cài đặt nó sẽ hỏi rất nhiều. Thì cái nào các bác cần thì các bác nhấn tăng âm lượng để đồng ý nhé, để cài vào. Còn cái nào mà các bác không cần thì các bác nhấn giảm âm lượng để bỏ qua nhé. Đấy, thì đây, bây giờ thành quả đây. Đấy, sau khi xong nhé, nó sẽ báo là pixel này có thể sao lưu ảnh và video mà không mất phí, không dạn số lượng các bác nhé. Đây, ra ngoài bác nhìn này. Đấy, vẫn là dòng Xiaomi nhá. Đấy, vẫn là con Xiaomi Mi 9T nhá. Đấy, rất là ngon. Ok. Thì em là Đoàn Áp Zoom nhá. Các bác search được Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên em đầu tiên. Các bác có nhu cầu chạy phần mềm này, chạy nạp tiếng Việt này, rồi thì áp dòng Pixel dòng Google này, rút máy các thứ, phá mật khẩu, phá tài khoản Google, tài khoản Mi vân vân, thì liên hệ bên em nhá. Xin chào, xin cảm ơn, xin chào các bác.